Thưa quý vị, tham gia chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu do Bộ Công Thương tổ chức từ năm 2014. Đến nay, sau gần 10 năm, Bà Rịa Vũng Tàu có hơn 300 sản phẩm được công nhận từ cấp huyện đến cấp quốc gia. Trong số này có nhiều sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Bà Rịa Vũng Tàu sau khi được công nhận có cơ hội vươn xa, chiếm lĩnh thị trường trong nước và xuất khẩu. Chú trọng đầu tư máy móc trang thiết bị sản xuất hiện đại, Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Tiến Dũng, thị xã Phú Mỹ đã đưa ra thị trường nhiều sản phẩm làm neo chất lượng cao. Tham gia chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu từ năm 2014, đến nay công ty đã có 4 sản phẩm đạt giải, trong đó có 2 sản phẩm đạt giải cấp quốc gia, giúp công ty khẳng định thương hiệu, tự tin thâm nhập vào các thị trường khó tính như Mỹ, Anh, Hà Lan, Úc. Ngoài ra, công ty cũng được Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh xem xét hỗ trợ máy móc thiết bị hiện đại. Trong cái ngành này ở Việt Nam rất là nhiều công ty cạnh tranh trong cái vấn đề sản xuất bàn neo này. Chúng tôi hy vọng là chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện sản phẩm tốt hơn để có thể được đến sản phẩm cao hơn nữa. Sản phẩm bộ dao phay ngón của công ty trách nhiệm hữu hạn Trùng Dương, thị xã Phú Mỹ là một trong số 7 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được Bộ Công Thương công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021. Có thương hiệu, giá bán lại chỉ bằng một nửa giá nhập khẩu, nên sản phẩm của công ty Trùng Dương được nhiều doanh nghiệp trong nước lựa chọn, đồng thời cũng mở ra cơ hội cho công ty xuất khẩu. Đó là một cái kênh mà có thể nói rằng là cái tiếng tăm của mình chắc có lẽ là được quảng bá lớn hơn, rộng hơn. Và từ cái chỗ này mình có thể là phóng ra không những ở ngoài cái tỉnh mình, có thể đi xa hơn. Sau hơn 10 năm tham gia chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu do Bộ Công Thương tổ chức, Bà Rịa Vũng Tàu có 306 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện. Từ đây, có 140 sản phẩm được công nhận cấp tỉnh, 80 sản phẩm đạt cấp khu vực và 35 sản phẩm cấp quốc gia. Tập trung vào 3 nhóm, sản phẩm chế biến nông lâm thủy sản và thực phẩm, sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí, và sản phẩm khác gồm tinh dầu, nấm đông trùng hạ thảo. Nhiều sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh sau khi được công nhận có cơ hội vươn xa, chiếm lĩnh thị trường trong nước và xuất khẩu. Tiêu biểu như sản phẩm mỹ nghệ Lục Bình đã xuất khẩu sang các nước châu Âu gần 240.000 sản phẩm, doanh thu bình quân 90 tỷ đồng một năm. Các chế phẩm từ mật ong đang kết nối với thị trường Canada, Mỹ và các nước châu Á. Thông qua chương trình khuyến công, mỗi năm, tỉnh dành khoảng 9 tỷ đồng để hỗ trợ cho các cơ sở có sản phẩm đạt giải, đầu tư trang thiết bị, máy móc hiện đại, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm. Hỗ trợ này là phòng trưng bày thì với kinh phí đầu tư là hơn 70 triệu, nên khi mà được hỗ trợ ở mức 40-50-60% như vậy thì là một điều kiện rất là thuận lợi cho chúng tôi phát triển để cạnh tranh với các thương hiệu sản phẩm khác. Thông qua các cái định kỳ tổ chức cái bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu để mà coi như là phát hiện và tôn vinh các cái sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có cái tiềm năng phát triển sản xuất và mở rộng thị trường, đáp ứng được cái thị hiếu của người tiêu dùng. Năm 2023, Sở Công Thương Bà Rịa Vũng Tàu đề cử 14 sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia. Đây là những sản phẩm đặc sắc tiêu biểu, có chất lượng, tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước và đã được bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực. Dự kiến cuối tháng 11 này, Bộ Công Thương sẽ công bố kết quả bình chọn và tổ chức vinh danh các sản phẩm được bình chọn.